Sáng ngày 3 tháng 6, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tìm thấy Yamato Tanaka, bé trai bị cha mẹ phạt bỏ lại trong rừng Hokkaido sau 6 ngày mất tích. Tanaka đã tự mình tìm đến một trại huấn luyện của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cách nơi mất tích 4 km về hướng Bắc trong tình trạng đói lả. Suốt 6 ngày qua, gần 200 người gồm cả cảnh sát và quân nhân được huy động để tìm kiếm Tanaka trong một khu rừng rộng lớn có nhiều gấu sinh sống. Ban đầu, cha mẹ của em khai rằng con mình đã biến mất trong lúc cùng cả nhà đi hái rau trong rừng. Nhưng sau đó thừa nhận đã cố ý bỏ lại đứa bé để phạt cậu vì tội ném đá vào ô tô và người khác. Họ quay lại địa điểm bỏ con ngay sau đó, nhưng cậu bé đã biến mất cho đến ngày hôm nay.